quên tình yêu. Công ty điện tử Sáp Việt Nam hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Trên sân khấu Vẫn Hát Lời Tình Yêu tuần này, khán giả sẽ được chứng kiến những khoảng trời ký ức đến từ cặp đôi nhạc sĩ ca sĩ Nguyễn Hoài Anh và Ưng Hoàng Phúc. Họ sẽ chia sẻ điều gì đặc biệt. Cái năm mình viết cái ca khúc này là cũng là năm mình 21 tuổi. Cái ca khúc này 21 năm vẫn chạy tốt anh ạ. Cô dâu nước mắt lang thầm nhìn nhau nghe nhói lòng, biết nói chỉ đây một câu trước khi biệt ly. Và trong tất cả những sáng tác của anh, bài nào là của riêng anh thì mình thấy mấy ông anh bạn hồi nãy anh nói đó, lại là mấy ông bạn của anh nữa. Anh nói là của ông bạn A, ông bạn B, ông bạn C. Sắp đó là sự thật là toàn của ông thôi. Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin. Chúng ta sẽ đến ngay với không gian âm nhạc của chương trình Vẫn Hát Lời Tình Yêu đêm nay. Tôi là Nguyên Khang, chào đón quý vị đang cùng đến với chương trình Vẫn Hát Lời Tình Yêu, được phát sóng vào lúc 21 giờ mỗi thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và sẽ phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình do Đài Truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sang Vàng thực hiện với sự đồng hành của công ty điện tử Sáp Việt Nam. Thưa quý vị, Vẫn Hát Lời Tình Yêu sẽ là một cái câu chuyện về âm nhạc với hành trình của 20 người nhạc sĩ mà có thể nói thanh xuân của chúng ta là những câu chuyện, những ký ức gắn liền với những ca khúc, và theo năm tháng chúng ta lớn lên thì ca khúc ấy đã gắn kết với biết bao kỷ niệm, ẩn chứa biết bao nhiêu câu chuyện. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về câu chuyện ấy được ra đời như thế nào thông qua phần trò chuyện của những nhạc sĩ và đặc biệt là những ca sĩ với những cái bản hit đã gắn liền tên tuổi của mình. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì hành trình ấy sẽ được chúng tôi bật mí xem ai sẽ là người nhạc sĩ đồng hành cùng với chúng ta trong số ngày hôm nay. Nhưng trước hết, chúng ta hãy cùng cảm ơn sự đồng hành của ban nhạc Oxy. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên. Hãy đoán xem ca khúc này là của nhạc sĩ nào và ai là người thể hiện nó thành công nhất. Xin mời. Cô dâu nước mắt lang thầm nhìn nhau nghe nhói lòng, biết nói chỉ đây một câu trước khi biệt ly. Chiều buồn nghẹn ngào buông lơi chút ánh sáng nhạt nhòa, tựa như níu kéo bước chân người đi. Hãy cô nhắm mắt tìm đường vượt qua cơn bão lòng, hãy cô quên nhau dù cho xót xa lệ rơi. Để lại cuộc tình trong cơn hấp hối chút ngọt ngào, người hãy hôn nhau đi lần cuối. Rằng như thế, thà đừng có níu kéo nát tan lòng nhau chỉ hỡi em. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng nhắc đến nữa những ân tình đã phôi phai, giấc mơ qua rồi. Cô dâu nước mắt lang thầm nhìn nhau nghe nhói lòng, biết nói chỉ đây một câu trước khi biệt ly. Chiều buồn nghẹn ngào buông lơi chút ánh sáng nhạt nhòa, tựa như níu kéo bước chân người đi. Hãy cô nhắm mắt tìm đường vượt qua cơn bão lòng, hãy cô quên nhau dù cho xót xa lệ rơi. Để lại cuộc tình trong cơn hấp hối chút ngọt ngào, người hãy hôn nhau đi lần cuối.
rằng như thế. Thà đừng có níu kéo nát tan lòng nhau chỉ hai em. Thà như thế, thà rằng như thế. Thà đừng nhớ đến nữa những ân tình đã phôi phai, giấc mơ qua rồi. Thà như thế, thà rằng như thế. Thà đừng có níu kéo nát tan lòng nhau chỉ hai em. Thà như thế, thà rằng như thế. Còn gì cho nhau nữa đâu, dù con tim đã tan thôi ta cũng đành chia tay. Thưa quý vị, đó chính là nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Xin chào anh. Xin chào quý vị. Người đã gắn bó với biết bao nhiêu thế hệ 8X thanh xuân của rất là nhiều người, đúng không ạ? Và chắc chắn là quý vị đã nhận ra được ca khúc Thà Rằng Như Thế. Thà Rằng Như Thế đó chính là bài hát đánh dấu tên tuổi và cũng là bước đệm của sự nghiệp nổi tiếng và rực rỡ nhất của Ưng Hoàng Phúc vào những năm 2000. Và chắc chắn là nổi tiếng là như thế, rực rỡ là như thế, nhưng mà sẽ có rất ít khán giả sẽ biết đến người chấp bút cho những bài hát này. Đó chính là một người nhạc sĩ tài hoa. Và trên sân khấu này, Phúc cũng xin giới thiệu tới tất cả quý vị, nếu không có người nhạc sĩ này thì chắc chắn là sẽ không có những bản hit của Ưng Hoàng Phúc ngày hôm nay. Và xin mời tất cả quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cũng như là sự đón nhận nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh. Nguyễn Hoài Anh, người nhạc sĩ thầm lặng, nổi tiếng từ năm 21 tuổi với rất nhiều ca khúc đình đám như Thà Rằng Như Thế, Tôi Đi Tìm Tôi, Thà Một Lần Đau của những năm 2000. Những bài hát ấy đã làm nổi sóng sân khấu ca nhạc lớn nhỏ qua giọng hát của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Cô dâu nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng, biết nói chỉ đầy một câu trước khi biệt ly. Và bộ đôi Nguyễn Hoài Anh Ưng Hoàng Phúc được tạo nên từ đó. Nhưng đến mãi bây giờ, nhiều người vẫn chưa thật sự biết đến người nhạc sĩ tài năng này. Và hôm nay, Vẫn Hát Lời Tình Yêu sẽ mang Nguyễn Hoài Anh của hiện tại trở về với năm 21 tuổi để hiểu tại sao anh thầm lặng là cách anh lựa chọn. Người hãy hôn nhau đi lần cuối. Thưa quý vị, nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh, người đã gắn bó và đã mang đến rất nhiều thành công cho cái album đầu tay của nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Và bây giờ xin mời anh Phúc cùng với anh Nguyễn Hoài Anh chúng ta cùng về vị trí của mình. Thưa quý vị, ca khúc Thà Rằng Như Thế vào thời điểm đó đã làm mưa làm gió không chỉ trên những bảng xếp hạng mà còn lan khắp 60 mấy tỉnh thành, quán cà phê nào cũng nghe. Tôi còn nhớ là Thà Rằng Như Thế nó nổi tiếng đến mức mà nhiều năm sau đó khi đi hát karaoke người ta không cần phải nhớ số, người ta vẫn có thể bấm được bài. Và nói thật là lần đầu tiên em gặp anh Hoài Anh ở ngoài đời cũng hơi ngạc nhiên, tại vì hồi xưa em nghĩ trong tinh trí của mình thôi, em nghĩ ông Hoài Anh mà viết bài này chắc cũng phải 6X hay 7X. Vâng, nhưng mà nhìn ngoài anh trẻ lắm. Thế thì anh có thể cho mọi người biết là cái ca khúc này anh sáng tác năm mấy không? Thì chính thức là nó khoảng năm 2001. Cho nên là đến năm nay thì năm cũng là 21 năm rồi. 21 năm anh biết gì không? Em đi diễn với anh Phúc nhiều lần lắm. Mà cái ca khúc này 21 năm vẫn chạy tốt anh ạ. Vẫn nhất đều đều trong rất là nhiều sự kiện và event. Cái năm mình viết cái ca khúc này là cũng là năm mình 21 tuổi. Anh viết cho cuộc tình nào của mình hay là anh viết cho một cuộc tình của ai ạ? Thì thực ra là có rất là nhiều cái câu chuyện của những cái người giống như là những người anh em giống như là trong ban nhạc á. Hồi đó anh chơi với lại mấy anh em trong ban nhạc cũng lớn tuổi hơn. Thì mấy anh là tròn chèm cái tuổi mà để mà lập gia đình, có những cuộc tình. Thì mình thấy mấy anh có một số anh thì cũng đang rất là vất vả về chuyện tình cảm, rồi chứng kiến những cái cuộc chia tay, những nỗi buồn. Thì mình ghi nhận những cái cảm xúc đó để mình viết nên cái bài Thà Rằng Như Thế.
Có nghĩa là anh vay mượn cảm xúc của người khác để viết lên cái bài này, chứ không phải là từ cái cuộc tình. Thực ra là mình, cảm xúc không có, mình nghĩ là mình không có vay mượn được cảm xúc. Vâng. Cảm xúc là cái gì đó nó tự đến từ ở trong mình, và khi mà mình quan sát cuộc đời, mình cảm nhận được những cái cảm xúc đó thì mình mới viết ra. Chứ cảm xúc không phải là tiền. Mà chắc chắn nếu mà bạn có tiền, bạn cũng rất khó mua được cảm xúc. Vâng. Nguyên Khang biết không, Thằng Đằng Như Thế trước đó nó là ca khúc đánh dấu tên tuổi của Ưng Hồn Phúc và là người thành công nhất. Nhưng ca khúc này lại là không phải là ca khúc chính Phúc hát lần đầu tiên, mà là do một người ca sĩ khác hát. Rồi tựa bài hát này nó cũng không phải là Thằng Đằng Như Thế, nó là một cái tựa khác của nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh. Khi sáng tác ra đã đặt một cái tựa đó là Phúc còn nhớ là cái gì, Tình Yêu đó. Cái ca khúc này cái tựa đề đầu tiên là Chia Tay Tình Yêu. Phúc còn nhớ là lúc đó Phúc không có làm việc trực tiếp với Nguyễn Hoài Anh đâu, tại vì anh Huy là người manager của mình, nên là anh Huy là người làm việc trực tiếp với Nguyễn Hoài Anh. Thì anh Huy mới nhận được rất là nhiều bài hát từ Nguyễn Hoài Anh, xong rồi trong đó có ca khúc Thằng Đằng Như Thế. Và ca khúc đó trước đó có một vài ca sĩ khác hát rồi, thì anh Huy ảnh mới lấy ca khúc này về cho Phúc hát. Sau đó rồi anh Huy mới nghĩ là trong cái đoạn điệp khúc á, nó có cái câu là tha như thế, thà rằng như thế, thì anh Huy anh mới nói là thôi đặt cái tựa thà rằng như thế đi, để cho nó cái gì đó nó khác biệt. Chứ trước giờ những bài hát cái gì về tình yêu nó nhiều quá rồi. Và từ cái mấu chốt đó mới ra được cái ca khúc Thà Rằng Như Thế. Rồi Phúc thu âm lại và Phúc hát. Trong cái album đó thì còn có thêm những bài hát khác của Nguyễn Hoài Anh, như là Nỗi Nhớ Nơi Con Tim Mồ Côi nè, rồi Tôi Đi Tìm Tôi. Thì khi mà ra album đầu tiên, rất là may mắn là album này nó đã mang được một cái sự thành công vang dội. Và bước đệm rất là lớn cho cái cuộc đời sự nghiệp âm nhạc của Phúc. Và Thà Rằng Như Thế nó ra đời một cái cách rất là tự nhiên. Và có một cái gì đó nó giống như là nó là cái duyên, cái bài đó nó thuộc về mình vậy đó. Và thực sự là với những cái melody của Nguyễn Hoài Anh viết á, mình hát sao nó thấy hợp với mình quá. Và thu âm rất là nhiều, hình như là mười mấy bài hát đó, thì mới chọn ra được 6 bài ở trong album đầu tiên. Thì trong đó có 3 bài là của nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh. Thì trong đó khi mà phát hành thì lại là 3 bài của Nguyễn Hoài Anh, lại là 3 bài hit thành công nhất của Phúc trong album đầu tiên. Cái này là một cái đặc biệt và là may mắn. Tại vì thường một ca sĩ khi ra album, họ chỉ cần một bài hit trong ca khúc đó là đã có thể đổi đời. Nhưng mà một ca sĩ mà mới một album đầu tiên mà tới cả 3 ca khúc hit, thì em nghĩ đó là một sự may mắn, may mắn nhân 3, một cái sự khá là đặc biệt đúng không ạ? Trong 3 ca khúc đó thì mỗi một ca khúc là một cái phong cách khá là khác nhau, với một cách kể chuyện khác nhau. Thế thì cho em hỏi anh Hoài Anh á, là anh có nhớ là anh đưa cho bên đây tổng cộng là bao nhiêu ca khúc? Và cuối cùng thì bên đây đã sử dụng bao nhiêu ca khúc của anh trong cái chặng đường phát hành, có thể là CD 1, CD 2, CD 3 không ạ? Thực sự ra là anh không có nhớ rõ là đưa bao nhiêu. Anh không nhớ rõ hả? Rồi hồi xưa thu tiền đủ chưa? Ủa, thường người ta nhớ rõ là tại vì đưa tiền bản quyền là phải rõ, nhớ rõ bao nhiêu ca khúc chứ. Quay trở lại thì trong cái album đầu tiên của anh Thà Rằng Như Thế, cũng là một trong những album bán chạy nhất theo em là cho đến hiện giờ của nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, thì ngoài ca khúc Thằng Như Thế thì còn 2 ca khúc nữa, đó là ca khúc Tôi Đi Tìm Tôi và Nỗi Nhớ Nơi Con Tim Mồ Côi. Nếu nó công bằng đi ha, anh thích nhất bài nào trong số 3 bài này? Nếu mà nói công bằng thì anh thích bài Nỗi Nhớ Nơi Con Tim Mồ Côi nhất trong 3 bài này. Tại vì bài đó không biết sao nữa, mà anh hát anh thích lắm. Thứ nhất là lời nè, nghe rất là xúc động, rất là cảm xúc. Rồi cái melody lúc đó thời điểm mình cảm thấy là nó phù hợp với mình. Nhưng mà khi ra thị trường thì lại Thà Rằng Như Thế lại là ca khúc mà đánh dấu tên tuổi của mình đầu tiên. Mình cũng rất là bất ngờ với điều đó. Thế còn với anh Hoài Anh? Cái bài mà anh cảm thấy anh ưng ý nhất á là bài Tôi Đi Tìm Tôi. Vì sao? Có thể cái nội dung của nó thì cũng là một cái bài hát buồn về chuyện tình yêu, tuy nhiên là trong cái phần gọi là cái phần âm nhạc mình viết á, thì nó có rất là nhiều cái chỗ, những cái phần để mà anh em hòa âm, anh em nhạc công, nhạc sĩ cũng như ca sĩ có thể biến tấu nó thành rất là nhiều cái version khác nhau. Vậy thì hôm nay là cái show này của nhạc sĩ, mình chiều nhạc sĩ đi anh ha. Thay vì mình hát bài Nỗi Nhớ Nơi Con Tim Mồ Côi thì giờ mình hát bài Tôi Đi Tìm Tôi đi nha.
Chắc chắn là tại vì anh chỉ nói là bài anh thích thôi. Vâng. Còn khi hát thì là bài nào của Nguyễn Hoài anh hát cũng hay hết á. Ok, yên tâm. Nên, chắc chắn rồi. Được cái là sau nhiều thời gian thì em thấy là khiêm tốn vẫn luôn là đức tính của anh. Thưa quý vị, mỗi một người thì trong một cái giai đoạn nào đó chúng ta sẽ tự hỏi cái câu đó là: thế bản ngã của tôi trong cuộc sống là gì? Và có bao giờ tôi đi mất đi cái gọi là cái tôi của chính mình hay không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm cái câu trả lời ấy thông qua một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh, ca khúc Tôi Đi Tìm Tôi. Và xin được giới thiệu tiếng hát của nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Mãi xa tầm tay. Dù đã có lúc tôi cố quên cuộc tình, chìm đắm trong những môi hôn dối lừa, nhưng nghe lòng thêm đau vì con tim thương này. Còn yêu em, yêu mãi em người ơi. Đã bao nhiêu đêm về đơn côi tìm em trên con phố xưa, dường như còn đây những đêm ngày xưa chung lối yêu, dường như còn đây bao môi hôn nồng ấm. Một thời tình mình đã trao về nhau, trốn xa xôi nơi nào bên ai. Người yêu em ơi có hay, từng đêm lòng tôi vẫn luôn hoài mộng trong xót xa, mặc cho màn đêm ôm đôi vai lạnh giá, đi tìm một hình bóng quen ngày xưa. Có lúc tôi cố quên cuộc tình, chìm đắm trong những môi hôn dối lừa, nhưng nghe lòng thêm đau vì con tim thơ ngây. Còn yêu em, yêu mãi mãi người ơi. Đã bao nhiêu đêm về đơn côi tìm em trên con phố xưa, dường như còn đây những đêm ngày xưa chung lối yêu, dường như còn đây bao môi hôn nồng ấm. Một thời cuộc tình mình đã trao về nhau, trốn xa rồi nơi nào bên ai. Người yêu em ơi có hay, từng đêm lòng tôi vẫn luôn hoài mộng trong xót xa, mặc cho màn đêm ôm đôi vai lạnh giá, đi tìm một hình bóng quen ngày xưa. Tình tôi như ngàn sóng mãi lênh đênh khát bờ, tìm lại bao ngày tháng trong nhớ thương đông đầy. Từng đêm cô đơn tôi vẫn mong em về đây. Tình tôi luôn còn đó tháng năm không phải nhòa, dù
dù cho em lạc bước nơi chốn xa bên người, thầm mong em yêu xin hãy quay về đây. Đã bao nhiêu đêm về đơn côi tìm em trên con phố xưa, dường như còn đây những đêm ngày xưa chúng tôi yêu, dường như còn đây bao môi hôn nồng ấm một thời cuộc tình mình đã trao về nhau. Chốn xa xôi nơi nào bên ai, người yêu em mới có ai, từng đêm lòng tôi vẫn luôn hoài mong trong xót xa, mặc cho màn đêm ôm đôi vai lạnh giá, đi tìm một hình bóng quen ngày xưa. Hay quá. Cảm ơn ban nhạc. Thank you, xin cảm ơn ban nhạc rất nhiều ạ. Rồi anh đánh trống mà tóc tai rủ rượi luôn, dễ sợ. Chúng ta vừa đến với ca khúc Tôi Đi Tìm Tôi, một trong những ca khúc hit nữa của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc với sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh. Thật ra bây giờ nó đang có một cái trending, một cái trào lưu đó là cover lại những cái ca khúc của những thập niên ngày trước, có nghĩa là những bài hát Làn Sóng Xanh cũng có, hoặc là những cái giai điệu mà gắn đó với thanh xuân của nhiều người. Thì khi nghe lại bài này thì bao nhiêu cái ký ức ngày xưa ùa về. Có lẽ là thời mà nghe nhạc của anh Ưng Hoàng Phúc thì em còn đang đi học, còn đang ở cấp 2, cấp 3 gì đó. Thế thì câu chuyện ở đây á là với cái bài hát vừa rồi thì chúng ta thấy là cái bản phối mới nó dữ dội hơn rất là nhiều so với cái bản phối mà em đã từng nghe trước đó trong album, đúng không anh Nguyễn Hà? Thì ở góc độ khán giả đó thì anh nghĩ em phát biểu như vậy thì là quá đúng rồi. Có thể là cái bài hát có cái ca từ nó buồn, nhưng mà khi mà mình đưa một cái năng lượng nó tích cực về mặt ngôn ngữ âm nhạc, và cái ngôn ngữ âm nhạc mà hỗ trợ thêm á thì là không làm cho cái nỗi buồn á nó quá mạnh. Mà, tại vì cuộc đời này có rất là nhiều cái niềm vui. Sau này càng ngày càng lớn anh mới càng phát hiện rằng á, thực ra là cái do cái cách mình nhìn cái cuộc đời này thôi. Trước đó anh ít phát hiện niềm vui lắm à? Thực ra là hồi đó anh cảm nhận nó theo một cái cách tự nhiên, còn bây giờ anh có thể anh cảm nhận một cách tự nhiên và anh biết cách tốt hơn thôi, chứ không phải là tốt nhất. Anh biết là mình cái niềm vui nó xuất hiện ở đâu. Để anh đi tìm nó. Hay quá. Bây giờ thì với anh Hùng Ngọc Phúc thì sau khi mà anh hát cái ca khúc đó, anh chợt nghĩ lại một cái kỷ niệm nào đó, hoặc là một cái câu chuyện nào đó nó gắn với cái bài hát này, anh còn nhớ không? Phúc nhớ là đây là một trong những bài hát mà khi Phúc đi đến bất kỳ một cái sân khấu nào trên cả nước Việt Nam ở thời điểm đó, thì chỉ cần nhạc lên thôi là ở dưới khán giả dưới hát là theo. Bùng nổ là rần. Nhớ tới những cái cảm xúc đó, mình giống như là nổi bây giờ gà. Mình cũng đang nổi da gà nhớ lại. Em đang trộm nghĩ sao, hay là mình thử làm một cái sự kết hợp ngẫu nhiên đi. Bây giờ với lại một cái ca khúc mà anh Ưng Hoàng Phúc rất là thích, Nỗi Nhớ Nơi Con Tim Mồ Côi, thì anh Nguyễn Hải Anh nghĩ như thế nào ạ? Thì anh nghĩ là hát, nhưng mà anh không có cần nhìn lời đâu, tại vì nó thuộc lắm từ, rồi đó, từ trong lòng của anh thuộc ra rồi. Thưa quý vị, bây giờ đây chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Nỗi Nhớ. Khang nhớ cái bài này trong cái đĩa CD nó ghi Nỗi Nhớ ba chấm, rồi sau đó mới Nơi Con Tim Mồ Côi, chứ nó không có ghi liền à. Nỗi Nhớ Nơi Con Tim Mồ Côi với tiếng hát của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, và lần đầu tiên nhạc sĩ của ca khúc này, nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh sẽ song ca cùng. Bao hèn thế giờ người đã quên hết, cất bước quay lưng ra đi không nói câu tạ từ, bỏ lại tôi một mình giữa đêm vắng, lòng nghe cô đơn lạnh giá. Tôi lê bước chân qua lối yêu ngày nào, đi trong khói sương ôm nỗi nhớ nơi con tim mồ côi. Bao mộng mơ giờ người đã quên hết, những
lúc đêm đông cô đơn ta nghe lòng đang khóc thầm. Lòng đau đành lòng với duyên kiếm, nhìn em bên người yêu mãi. Nghe tim nhói đau khi thấy em gượng cười, chào nhau sao quá bâng quơ như chưa hề quen. Lắng nghe giọt buồn từng đêm đến vô giấc, con tim khóc cho cuộc tình giờ đây đã mãi mãi bay xa. Chỉ còn ta lẻ loi trong màn đêm lạnh lùng băng giá. Từng con sóng đang xô cuộc đời tôi về đâu, xa người tôi yêu bỏ lại bờ bến tan dần nơi cuối trời. Dù bao năm tháng phải màu yêu dấu, từng đêm trắng cô đơn một mình tôi mong nhớ. Nghe mưa ai rơi ngoài hiên, dù vẫn biết em không quay về nhưng vẫn chờ. Nguyễn Hoài Anh anh rất là thích, anh khoái lắm, anh thể hiện cái ca khúc này. Thật ra chắc lâu lắm rồi mới có dịp anh với lại anh ca sĩ Hùng Hạnh Phúc ngồi lại với nhau như thế này đúng không? Có không? Có hát chung bao giờ? Hát thì hát ở nhà thôi, ở nhà Nguyễn Hoài Anh này nọ thì ngồi chơi anh em ăn uống rồi hát giao lưu thôi, chứ ít kiểu mà hát trên sân khấu như thế này. Chưa bao giờ có ban nhạc. Bây giờ em đang tính là hay là hổng ấy mình sẽ có thêm một món quà đặc biệt nào đó gửi đến mọi người. Thì trong số những cái ca khúc mà sau khi cái album Vòng Một thành công với ba bài đó, thì anh Huy anh có đặt bài viết thêm không anh? Sau album đầu tiên thành công thì anh Huy có nhận thêm hai bài hát nữa. Phúc nhớ chắc nhiều bài hát lắm, nhưng mà Phúc nhớ là chọn hai bài để ra mắt trong cái album thứ hai tiếp theo. Thì trong đó có hai ca khúc của Nguyễn Hoài Anh. Đó là ca khúc Người ta nói thà một lần đau. Phúc còn nhớ khi mà Phúc thành công cái album đầu tiên đó, Phúc ra ngoài Hà Nội thì Phúc hát trong một cái chương trình khoảng hơn 4.000 người. Hát thà rằng như thế, tôi đi tìm tôi, nỗi nhớ là hát hết rồi. Lúc đó không còn bài hát nữa. Cái có một bài đó là bài Người ta nói. Thì lúc đó chưa có được thu rồi, cũng chưa có tập gì hết. Cái Phúc ngồi ở trước sân khấu đó, Phúc hát không nhạc luôn, hát chay. Là hát bài Người ta nói. Tự nhiên ở dưới khán giả rần, nó hát mấy câu đầu thôi, chỉ cần cất lên là có một người vẫn yêu một người, vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về. Trời ơi, tự nhiên khán giả dưới rần lên hết. Cái trên này mình nói, trời ơi, không lẽ bài này sẽ thành hit đây. Dự đoán trước luôn. Mình ngồi lúc đó mình hát, mình còn nhớ cảm xúc đó y như in trong đầu. Thì đúng là về thu âm bài Người ta nói, rồi thà một lần đau ra album thứ hai, thì hai bài này lại trở thành hit tiếp. Hay quá, có nghĩa là thừa thắng xông lên. Mà thiếu thêm đưa ba bài nhiều khi cũng thành ba bài hit luôn, không chừng. Yên tâm, nhận thức anh là sau đó là ba bài, bốn bài, năm bài là hit hết. Cứ hit hết, hit cứ hết. Vô tay của Hoàng Phúc là kiểu giống như là cặp bài trùng rồi. Nhưng mà có một điểm thắc mắc này anh Nguyễn Hoài Anh. Có nghĩa là vào cái thời điểm đó khi mà nhạc sĩ người ta nổi tiếng á, thì người ta sẽ rất là tạm gọi như người ta nghe nhạc, người ta thích, người ta biết cái tên nó, người ta sẽ rất tò mò cái ông đó là ai. Nhưng mà đến bây giờ em á, bản thân em còn không biết ông Nguyễn Hoài Anh là ai, cho đến khi mà mình ngồi với nhau như thế này. Như vậy thì tại sao anh không lộ diện cho mọi người biết tôi là ai, mà phải đến một số cái trường hợp gần đây thì em mới biết được anh là ai? Thứ nhất á, là cái thời điểm mà khi mà những cái bài hát đó nó nổi tiếng qua cái sự thể hiện của ca sĩ Hùng Hoàng Phúc á, thì mình cũng còn quá nhỏ. Thực sự cái tuổi đời lúc đó là mới ngoài 20, thì thứ nhất về mặt cái ý thức á, là mình chưa có ý thức được cái cuộc sống nó sẽ như thế nào. Một phần là mình ngại, là cái ngại đám đông. Lúc đó anh nghĩ là mình mà xuất hiện nhiều quá, lại mình lại không có tập trung được trong cái việc sáng tác, thì thời gian nó trôi qua. Thời gian luôn luôn là một cái câu trả lời cho tất cả những cái việc trên đời này. Chắc 5 năm nữa có thể là anh Nguyễn Hoàng Phúc biểu diễn ở đây, nhưng mà người ta có thể dùng cái công nghệ thế giới ảo để xem anh ở rất nhiều nơi trên thế giới. Điều đó là chuyện có thể xảy ra đối với sự phát triển của công nghệ, đúng không ạ? Nhưng điều quan trọng mà không thay đổi từ năm này qua năm khác đó chính là cảm xúc. Thế thì bây giờ những cái câu chuyện, cái album vai 2 thì có cái bài Người ta nói, đúng không? Thì bây giờ chắc là em sẽ nhờ anh Nguyễn Hoàng Phúc, anh sẽ tái hiện lại
tưởng tượng đây là cái không gian, cái sân khấu anh đang hát trước khán giả. Ngay khi hát xong ba bài kia rồi, bây giờ hát tới bài thứ tư thì sẽ là ca khúc Người Ta Nói. Và bài hát này thì hôm nay chắc là Phúc sẽ không hát một mình. Phúc sẽ hát chung với một người em của mình cũng cùng thời điểm với nhóm 1088. Bây giờ đây Nguyên Khang sẽ mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một sáng tác hit tiếp theo nằm trong album Vol 2 của nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, ca khúc Người Ta Nói. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau,
đừng nên cô bước cùng nỗi đau. Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn. Có một người bước qua biết bao cuộc tình, ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Đến một ngày bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta. Tiến Trang, thưa quý vị, và đó là sự kết hợp rất là thú vị của ca sĩ Hoàng Phúc và ca sĩ Yến Trang. Mời Trang và anh Phúc qua đây ạ. Hôm nay thật sự là một cái điều rất là bất ngờ khi mà Phúc được hội ngộ lại một người em của mình, cũng là một cái thành viên mà từ những thời đầu được gặp gỡ với nhau. Lúc đó Phúc thì trong nhóm 1088, Yến Trang thì là trong nhóm Mây Trắng, và hai nhóm nhạc là hai nhóm mà gọi là ở cái thời điểm đó đều là những nhóm nhạc mà được khán giả rất là yêu thích. Và hôm nay lại gặp gỡ người em của mình trong chương trình Vẫn Hát Lời Tình Yêu với ca khúc Người Ta Nói. Thật sự là rất là vui và rất là xúc động ạ. Vâng. Thế còn Trang, có lẽ là cũng khá là bất ngờ khi mà ngày hôm nay hội ngộ cùng với anh Phúc và đặc biệt là nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh, đúng không? Có lần nào Trang đã gặp nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh ở ngoài đời chưa? Thực ra mà nói thì những ca khúc của anh Hoài Anh á, thì Yến Trang đã nghe rất là nhiều rồi. Nhưng mà nếu như mà để nói gặp anh Hoài Anh nhạc sĩ á, thì Yến Trang đây là lần đầu tiên được gặp gỡ anh. Hôm nay được ngồi giữa các anh mà Trang nghĩ rằng là những người khá thành công, thì Trang cũng cảm thấy mình như sống lại cái thời điểm năm 2000. Thật ra thì đến bây giờ thì để gọi là những cái nhóm nhạc mà nổi tiếng như là 1088 hay Mây Trắng hay là Mắt Ngọc, đến bây giờ thì Nguyễn Khang nghĩ là thời điểm hiện giờ không có. Có thể một phần tại vì âm nhạc bây giờ nó khác thời điểm của ngày xưa. Cái thứ hai nữa là hát nhóm thì thường nó có nhiều cái khó khăn hơn so với lại việc mà mình hát solo, đúng không ạ? Hát thì nhóm khó chia lương á. Khó chia lương, mỗi người có tí xíu mà, đúng không? Có một điều khá đặc biệt đó là vào thời điểm của anh Ưng Hoàng Phúc gia nhập WePro, thì theo cái công thức ngày xưa á, tức là bao giờ cũng sẽ có một nam ca sĩ solo và thêm một cái nhóm nhạc nào đó, Khánh Ngọc, Nhật Tinh Anh và một cái nhóm là GMC. Vào cái thời điểm đó, cái công thức của họ là sẽ kiếm một ca sĩ solo nam, một ca sĩ solo nữ và thêm một cái nhóm nhạc. Xong rồi cái nhạc sĩ sẽ đặt hàng rất là nhiều cái nhạc sĩ để mà lăn xê cho gà của mình lên. Thì vào thời điểm đó, một trong những cái trường hợp lăn xê khá thành công là anh Đức Hoàng Phúc, vậy là nhóm HAT, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như vào thời điểm đó thì âm nhạc của nó có thể là khán giả, tiếp cận khán giả nó rất là dễ. Tại vì cứ một bài hát ra thì dường như khán giả vào cái thời điểm đó họ chỉ có một cái kênh duy nhất để mà xem, đó là TV. Thật ra cũng không hẳn là dễ. Giống như Khang nói là chỉ có một cái con đường duy nhất, đó là xem TV, thì đâu phải ai cũng rảnh để ngồi mở TV đúng cái giờ đó. Và cái số lượng nghệ sĩ nó cũng gọi là để giải trí thì nó cũng chỉ nằm trong một cái số ít. Cho nên là cái việc mà nghệ sĩ tiếp cận với lại khán giả, gần gũi khán giả hơn bây giờ. Còn bây giờ thì ngoài nghệ sĩ là ca sĩ, người mẫu, diễn viên, MC, thì mình còn có những cái công cụ truyền thông khác, internet. Cho nên là cái việc giải trí nó bị phân ra nhiều thứ hơn. Và một cái điều rất là quan trọng nữa là cái cách của khán giả người ta thưởng thức âm nhạc, xem sự biểu diễn. Và nếu các bạn yêu thích những người nghệ sĩ, hãy đến với sân khấu, hãy xem họ biểu diễn thực tế, biểu diễn live, phát live, hát với ban nhạc. Đó là cái âm thanh được cộng hưởng từ trái tim, từ những cái nhịp điệu được tạo ra ở trong cái không gian, không khí. Chắc chắn rồi. Thì quay trở lại với lại câu chuyện của âm nhạc. Thật ra thì trước đó cả hai cũng đã kết hợp rồi. Đây là lần đầu tiên mà Phúc với lại Yến Trang được hát với lại live band trên một cái sân khấu đẹp như thế này và hát bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh. Và hy vọng rằng với ca khúc vừa rồi thì nếu như mà quý vị yêu mến thì hay là mình thu một cái bản acoustic về. Anh còn mấy bài song ca chưa xài nè. Đấy, trời ơi, hay quá. Tự gửi nhớ, gửi lên. Xuất hiện cái show này xong cái anh Nguyễn Hoài Anh gửi thêm vài bài nữa, đúng không? Quá ngon, quá lời.
Cho nên là khi mà chúng ta hát với nhau như thế này cũng là một cái cách mà chúng ta làm mới một ca khúc tưởng đã rất là quen thuộc của anh Uông Hoàng Phúc. Ví dụ như trước đây tất cả những album anh Phúc hát những ca khúc kết quả là toàn hát solo chẳng hạn, thì bây giờ sẽ có thêm một cái vài cái version mới mà anh hát với một cô nào đó, cô Yến Trang hay là một cái cô nào đó xinh đẹp song ca cùng với ảnh, thì cũng là một cách làm mới đúng không? Thế thì bây giờ với ca khúc Thà Một Lần Đau, ca khúc này đã ra đời như thế nào? Có phải là anh Nguyễn Hoài anh lại nghe được câu chuyện nào đó của một anh trong ban nhạc rồi anh viết lên cái ca khúc này không ạ? Phải có một cái phần nào đó của mình ở trong đó. Thà Một Lần Đau thì mình cảm thấy là đó là một cái khát khao mà mình muốn lúc đó, tại vì cái tuổi khát khao mình muốn lúc đó là sao? Em chưa hiểu lắm cái câu của anh là sao? Tức là đừng có buồn mà được buồn lâu quá. À, mình thấy mấy ông anh bạn hồi nãy anh nói đó, lại là mấy ông bạn của anh nữa. Ừ, anh, cái nào anh, là cảm xúc của anh ạ? Đi vòng vòng nhưng mà bạn. Những cái ca khúc của anh đúng là khi mà là người nghệ sĩ mà đứng hát là em thấy là giống như là tự sự của anh thật ấy. Trang ơi, nhiều khi nha, anh nói là của ông bạn A, ông bạn B, ông bạn C, sau này khám phá ra sự thật, khám phá ra sự thật là toàn của ông thôi mà ông không dám nhận, không chia sẻ. Em cảm thấy âm nhạc của anh rất dễ hiểu, rất dễ tiếp cận. Chính xác. Nhưng mà con người của anh nó khó hiểu. Nó khó tại vì sao? Nhiều khi á, em muốn hiểu xem là ông có người nhạc sĩ đó họ sáng tác, họ kể cái câu chuyện như thế nào và nó ra sao á, có phải là cảm xúc thật hay không á, thì trong cái câu của anh nói nó có mơ mơ ảo ảo, thật thật hư hư, cho nên là nó rất là khó để có thể hiểu được hoàn toàn. Vậy anh mới có cái bài người ta nói đó. Nhưng mà chắc là bí kíp của nhạc sĩ á, nếu như mà nói ra nhiều quá thì người ta biết rồi. Bởi vậy Nguyên Khang nghe cái câu này là Nguyên Khang liên tưởng đi. Mình cũng tới bây giờ mình hát cái bài này mình cũng rất thích bài này luôn, nhưng mà mình cũng chưa hiểu là lúc đó Nguyễn Hoài Anh sáng tác và viết ra cái lời này nó như thế nào nữa. Cái cảm xúc cứ mãi nhắm mắt bước đi trong mơ. Bao tháng năm trong cuộc đời. Dạ. Trong mơ mà nhắm mắt rồi mà bước đi mình cũng tới giờ là một dạng mộng du á. Mộng du á. Trong cái ca khúc tiếp theo mà để khép lại cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay, chắc chắn sẽ là một ca khúc hit nữa trong sự nghiệp âm nhạc của ca sĩ Hoàng Phúc, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh. Ca khúc gì ạ? Đó chính là ca khúc Thà Một Lần Đau. Trong mơ bao tháng năm trong cuộc đời, để rồi giật mình khi nhìn lại ta, tay trắng vẫn như ngày xưa. Từng lời nguyện cầu giờ đây đã vỗ cánh bay xa, vòng vào hư không cho nỗi đau ôm ấp con tim dại khờ. Thiên đường xưa ta thường mơ, giờ đây đã mãi mãi xa vời. Dẫu có tiếc nuối tháng năm qua đi cũng mãi không quay trở về. Thà rằng một lần đau thật là đau để cố quên đi niềm đau. Đôi chân bơ vơ lặng trong bóng tối mỗi bước đi, tìm lại cho ta một lối ra nơi phía cuối con đường. Lau lệ vương trên bờ mình, ngoài kia bình minh đang hé sáng. Bỏ lại sau lưng thấm thôi, bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát, bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhòa dì vàng, tìm lại cho ta một lối đi riêng từ đây. Bước đi trong mơ bao tháng năm trong cuộc đời, để rồi giật mình khi nhìn lại ta, tay trắng vẫn như ngày xưa.
từng lời nguyện cầu giờ đây đã vỗ cánh bay xa, vòng vào hư không cho nỗi đau ôm ấp con tim dại khờ. Tin đường xưa ta thường mơ giờ đây đã mãi mãi xa bờ. Dẫu có tiếc nuối tháng năm qua đi cũng mãi không quay trở về. Thà rằng một lần đau thật là đau để cố quên đi niềm đau. Đôi chân bơ vơ lần trong bóng tối mỗi bước đi, tìm lại cho ta một lối ra nơi phía cuối con đường. Lâu lệ vương trên bờ mi, ngoài kia bình minh đang hé sáng. Bỏ lại sau lưng bao tháng năm cuộc đời thấm thôi, bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát, bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhòa dị vãng, tìm lại cho ta một lối đi riêng. Bỏ lại sau lưng bao tháng năm cuộc đời thấm thôi, bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát, bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhòa dị vãng, tìm lại cho ta một lối đi riêng, tìm lại cho ta một lối đi riêng từ đây. Vâng, xin được cảm ơn nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, xin được mời ca sĩ Yến Trang và nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Thà Một Lần Đau. Và thưa quý vị, anh Ưng Hoàng Phúc, anh vừa thắc mắc một cái câu là cứ mãi nhắm mắt bước đi trong mơ bao tháng năm trong cuộc đời. Dạ, xin được hỏi anh Nguyễn Hoài Anh, khi anh viết ca khúc này, anh suy nghĩ và chiêm nghiệm điều gì? Thực ra là bước đi trong mơ á, thì nếu mà bạn nghĩ, chúng ta nghĩ là nó thông thường là một cái cơn mộng du gì đó. Nhưng mà thực sự đây, bước đi trong mơ là những cái năm tháng mình xuống, chúng ta chưa xác định được cái mục tiêu rõ ràng của cuộc đời mình. Và mình cứ đi trong mơ, mình cứ đi loay hoay hoài. Thì thực ra mình cũng đã từng có những cái năm tháng như vậy. Và sau này mình nhận ra một điều rằng cái lý tưởng và cái mục tiêu sống của mình nó sẽ phải thay đổi. Và chúng ta chấp nhận luôn, thà một lần đau, để chúng ta có thể đi theo được những cái điều tốt đẹp đó và sống hết mình với nó. Thưa quý vị, thật ra thì tôi thích cái câu hát nó, nhưng mà tôi nghĩ như thế này. Mỗi một người trong cuộc đời chúng ta thường hay hỏi là liệu những gì mình đang thấy trước mặt đó là mơ hay là tỉnh. Con người có thể lựa chọn lý trí để chúng ta tỉnh thức những quyết định của mình, để đưa ra những cái sự lựa chọn thành hay bại, đúng hay sai, điều đó không quan trọng. Nhưng điều quan trọng hơn hết là sau những cái vấp ngã, sau những tỉnh thức đó, chúng ta có được những cái giá trị gì, những bài học gì cho bản thân. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh, xin cảm ơn ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, cảm ơn ca sĩ Yến Trang đã đến với chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt cảm ơn ban nhạc Oxy đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình Vẫn Hát Lời Tình Yêu. Tất cả những bản phối rất hay vừa rồi quý vị đã nghe đến từ giám đốc âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn trưởng ban nhạc pianist Nguyễn Tuân, keyboard Minh Đại, guitar solo Đăng Khoa, drum Nhật Hào, guitar bass Thanh Phương, saxophone Thiên Thành. Một lần nữa cảm ơn các anh rất nhiều. Trước khi khép lại chương trình thì anh Ưng Hoàng Phúc có muốn nói điều gì không ạ? Lời mà Phúc muốn nói trong ngày hôm nay đó chính là cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh đã gắn bó rất là nhiều ca khúc hit của Phúc trong cuộc đời sự nghiệp âm nhạc của mình. Và rất cảm ơn chương trình Vẫn Hát Lời Tình Yêu đã cho Phúc có cơ hội để bày tỏ những ca khúc hit của mình một lần nữa, làm sống lại những cái thời khoảng thanh xuân của mình. Xin chân thành cảm ơn sự yêu thương của tất cả quý vị dành cho Phúc. Xin cảm ơn rất nhiều. Chúng tôi mời quý vị sẽ cùng theo dõi chương trình Vẫn Hát Lời Tình Yêu vào lúc 21 giờ mỗi thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, và sẽ phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình do Đài Truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sang Vàng thực hiện với sự đồng hành của công ty điện tử Sharp Việt Nam. Lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Công ty điện tử Sharp Việt Nam hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tuần sau, chúng ta sẽ được gặp gỡ một ca nhạc sĩ với những câu ngôn tình lãng mạn, đậm chất văn thơ. Nhạc sĩ Hamlet Trường.
hãy cùng đón xem chương trình Vần Hát Lời Tình Yêu tập tiếp theo được phát sóng vào lúc 21 giờ ngày 28 tháng 5 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.